Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành. Theo kết luận giám định pháp y, bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương. Ngày 16 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo kết luận giám định vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở quận Bình Thạnh. Cụ thể, kết luận giám định pháp y xác định bé NTVA 8 tuổi tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi thông báo kết luận giám định cho bà NTH, mẹ ruột cháu VA. Liên quan đến vụ án này, đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bạn gái của cha bé VA về tội giết người, hành hạ người khác và Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột bé VA về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trước đó, tối ngày 22 tháng 12 năm 2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của một bệnh viện trên địa bàn về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Trên người bé có nhiều vết thương, vết bầm tím lớn nghi do bạo hành. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh sau đó đã tiến hành điều tra, khởi tố, bắt tạm giam với hai đối tượng Trang và Thái nêu trên. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ vụ việc bé gái NTVA sinh năm 2013 bị bạo hành dẫn đến tử vong lên công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý. Kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố xác định, trong thời gian sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã nhiều lần đánh đập cháu VA bằng tay, cây, roi. Thái nhiều lần chứng kiến việc này, thậm chí có lần còn chửi mắng và đánh cháu VA. Trong chiều ngày xảy ra vụ việc ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang đã liên tục đánh, đạp vào người cháu bé khiến nạn nhân tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Thái biết Trang có đánh cháu A nên xóa dữ liệu camera của căn hộ để che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khôi phục được dữ liệu này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.